chị đo mặt cho nó hút rồi tôi nói với em trước. Đây còn nhiều hơn lúc lúc chị mới vô em nữa. Không mà tâm lý em nói khách á, em kêu là đừng có cậy á, nhưng mà em mà có một hai cái em không cậy. Mấy đứa bạn cỡ em đi chơi với em á, có đứa nào mụn nhiều như vậy không? Cũng có. Có hả? Dạ. Chắc cái tuổi đó nó vậy thì đứa nào nó không có. Lớp 10.
xịt vô mặt mình đó. Chị về nhà hả chị? Cái đèn này nó ở ngoài nó không rõ, không sáng lắm mà vô video nó lại sáng hay. Nhiều chị. Em nói như là nó cũng ngủ mà nó biến dạng này. Dạ. Nó biến dạng bây giờ mặt nó nhìn giống như là chị hiệu bị nó xuống bóng xôi tên 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 vậy. Cái rủ á chị. Nhưng mà nó ghê mà nó hay la chim vậy nha. Trời ơi, nó la chim mà nó nhìn nó nhỏ vậy á. Mặt nó nhìn cộng. Nè nó đi biết nhiêu cái mà nó cũng hết. Rổ nó không hết được nào. Có chị em thuê á chị. Có nhà vậy là sướng quá thôi. Cứ
Hay. Ở trên này luôn hả? Ờ, nên lúc nãy em nói là chị biết chị chạy con hiền tới đây luôn. Ồ vậy hả? Em kêu em sợ chị cứ đi lộn qua tiệm Phương á, nên em mới kêu là tiệm Yến nha. Do cũng có cái tiệm chị Mụn bên đó nè. Chị đây có đồ hộp, cái bàn coi bói nè. Ờ hả, chị hay đi coi vậy? Hồi chị coi cũng là 2 lần rồi. Hôm sau em ở đây em lâu rồi. Chị coi hồi 6 năm, 7 năm trước. Hai ơi. Quẹ anh nhanh vậy. Đừng có mua vậy. Mấy cái đó này sưng lên đó chị. Yeah. Ăn trong gian xong cái con bé nó cứ rờ miếng cái nó sưng cái là viêm lên. Viêm cái nó rủ. Nó kêu 12 kg mà em chốt em trừ heo đấy. Ừ, phong dài mà. Nhau giờ nó chưa có cái áo dài này nên kiếm mua cho nó một cái. Không cho lai thay áo thỏ đẹp quá mà. Đúng có con gái không biết bao nhiêu đồ cho đủ. Em nghe 15 kg mà hai cũng mua. Ừ. Cái mà đẹp đẹp 180 á. 15 kg. Sao em cái ủ xanh nó to mà bà hai chắc bà mua bà để dành cho con thỏ thấy đẹp. Bà nghe cái này mà siêu phẩm là bà mua. Mà cũng dư luôn vậy. Ghế xanh á.
thì thẹp cũng không đi.